tử không bao giờ nói trắng trợn tất cả những gì mà họ nghĩ, mà họ sẽ tìm cách để bày tỏ nó một cách thật là khéo léo và đợi bạn đủ tinh tế để mà nhận ra. Này, mày có hiểu tôi đang nghĩ gì không? Mày hiểu gì chưa? Tao không cần hiểu. Mày cho tao đi ăn đi. Xử nữ là một người giấu cảm xúc rất là tốt. Ngay cả khi trong lòng của họ phong ba bão táp thì họ vẫn cảm thấy rất là bình thản trước mặt mọi người. Xử nữ cũng là một người không thích nói lời đường mật, kiểu như anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, kiểu giống như vậy. Và họ cũng là thuộc tiếp người mà không muốn xài không của ai bất cứ thứ gì. Này, quà sinh nhật ở đâu? Sao hết ngày rồi, khi nào mày mang quà qua cho tao? Mày quên quà sinh nhật cho tao rồi hả? Tao là ai mày? Mày đừng có gọi điện thoại quà tao nữa. Sự thưởng nếu mà chưa quen thì tưởng là một sách, quen rồi thì thấy rất nhiều. Còn nếu như mà thân rồi á thì cảm thấy đi 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 lại. Nhưng mà sự thưởng cũng là một người lắng nghe rất là tốt, cho nên mày có thể chia sẻ với sự thưởng đấy. Mày ơi, tao buồn quá à. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Cảm ơn bà đã lắng nghe tôi. Trời ơi, chuyện nhỏ mà, không sao. Sự nữ rất là hay phàn nàn từng ly từng tí. Và dù họ là một người rất là giỏi nhưng lại rất là lười. Trừ khi nào mà có hứng thì mới làm thâu đêm suốt sáng mà thôi. Sự nữ là một người cực kỳ thông minh, đa tài và nói chuyện cực kỳ dễ thương. Em nói chuyện nghe dễ thương quá. Hồi còn sống á, ai cũng nói em vậy hết á. Trong công việc, xử nữ suy nghĩ rất là lý trí nhưng hành động lại rất là tình cảm. Họ tỏ ra không quan tâm nhưng bản thân họ là một người rất là hiếu thắng. Chính vì vậy, xử nữ là một người rất cầu toàn. 1cm là 1cm chứ không phải là 1,1cm. Mẹ là em buồn quá. Làm lâu vậy má. Sử nữ thường lấy chuyện ế của mình ra làm chuyện tự hào hơn là dằn vặt. Và trong chuyện tình cảm thì sử nữ là một người tuyệt đối rất là chung thủy. Tuy nhiên, máu ghen của sử nữ là 8/10. Nếu như muốn hấp dẫn một sử nữ thì bạn phải là một người thông minh, hài hước, hơi bựa, sáng tạo. Và sử nữ cực kỳ ghét những người tỏ ra ngờ ngợp và ngây thơ. Các bạn có thấy những nhận xét trên của Lani đúng không nào? Nếu như mà các bạn muốn cưa cẩm một sử nữ thì ngay bây giờ các bạn hãy bắt đầu tư cho bản thân của mình đi nhé. Một chiếc Baby Z hoặc là một chiếc Z tóc sẽ giúp cho bạn không quá cầu kỳ mà vẫn có thể trở nên thật giản dị và thật thông minh trước mặt người ấy nữa. Trong Hồ Hải Chiều, Quyền được an tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.